Hello anh em, chào mừng anh em lại trở lại kênh của mình nhá. Hôm nay thì mình lại giới thiệu cho các bạn một cách đấu còi ngân mà chỉ có một tiếng thôi. Đấy, vì có thể là một số anh trai không thích còi ngân nhiều tiếng. Trước mặt các bạn đây đó chính là cái còi ly dung Hàn Quốc xịn 100%. Đây các bạn nhé, hộp của nó đây này. Mình vừa tháo ra này. Đó là xịn luôn, nhập mã vạch cho các bạn nhá. Đấy, nó sẽ đóng trong này bao gồm một sợi dây đen. Đấy, và một sợi dây, hai dây nối còi với nhau. Cái này thì mình đã đấu cho anh em rất nhiều cách còi ngân rồi. Hôm nay thì mình chia sẻ kinh nghiệm các bạn đấu còi ngân nhưng mà cho nó một tiếng thôi. Đấy, có thể là nhiều anh em không thích ngân, thích một tiếng. Và độ bền nó có bền hay không thì xưa như các bạn là vẫn bền như nhau. Đây nha các bạn nhá, chúng ta sẽ lấy cái lửa bình thường như các dòng xe như kiểu Isuzu này, Ino. Đấy thì anh em chỉ việc lấy một cái dây lửa cho vào cái dây màu đỏ này. Đây là lửa từ còi ra từ phía vô lăng xuống các bạn nhá, lửa cho vào dây đỏ. Còn cái dây xanh này thì bình thường nếu các bạn đấu ngân ấy thì các bạn sẽ phải câu vào cái dây này, câu vào cái dây xanh và cái dây này. Nhưng bây giờ chúng ta không muốn ngân, chúng ta muốn một tiếng thôi. Chúng ta cho cái dây đỏ vào cái dây lửa ra của còi đây. Đấy các bạn nhá, dây đỏ cầu trì này cho vào dây lửa ra của còi. Còn cái dây xanh này chúng ta lấy vào mát các bạn nhá, mát taxi luôn. Đây mình đang lấy từ mát taxi là từ chân còi, còn là các bạn đấu vào vị trí nào của xe cũng được thì nó sẽ thành một tiếng các bạn nhá. Đấy, anh trai bóp em đó. Bóp em đó. Đây nó sẽ thành một tiếng các bạn nhá. Đấu của này nó rất là bền và nghe rất hay. Còi ngân nhưng mà chỉ chơi một tiếng thôi. Đấy, đấy là các cách đấu còi ngân nhưng mà chuyển thành một tiếng. Còn nếu các bạn muốn ngân nó lại như bình thường thì các bạn đơn giản thôi, chúng ta lại lấy cái dây xanh này cho vào cái dây đỏ này. Còn cái dây đỏ này chúng ta lấy lửa nguồn trực tiếp vào. Đấy, còn đây là mình đang đấu cho các bạn và đấu cho anh trai cái đôi còi ngân xịn Hàn Quốc nhưng mà ngân 3 tiếng chuyển thành một tiếng thôi. Kêu đúng một tiếng duy nhất, các bạn đã nghe rõ rồi nhá. Đấy, các bạn tất cả toàn bộ đấu rất đơn giản thôi. Mát thì chúng ta vẫn lấy taxi này. Đó, còn cái dây xanh này chúng ta cho vào taxi. Cho taxi nhá. Đấy, con dây đỏ này chúng ta cho vào cái dây lửa của còi ra, thế là thành một tiếng các bạn nhá. Đang vào anh trai lổ máy lên mà bóp. Một tiếng thì nó sẽ không bị rè, nên các bạn cứ thoải mái vào đây một tí các bạn này. Nhưng mà các bạn yên tâm, nó sẽ không bị mất tiếng còi đâu, vì cái này là chơi cho một tiếng. Còn nếu anh em mà chơi mà còi ngân thì chắc là chúng ta phải để ở cái chế độ nó rung tự nhiên. Đấy các bạn lưu ý cho mình nhá. Đó, thế là mình lắp lại cái xe là xong rồi. Đó, thế là mình lắp xong cái còi, lắp xong rồi các bạn nhá. Đấy các bạn thấy không? Rất đơn giản luôn, mà đôi khi có một cái tình huống nhỏ xảy ra như này là cái con vít này nó không tới các bạn nhá, anh em thay vào vít khác được các bạn nhá. Đấy, vì có thể là khi cái còi nó hơi chạm vào đây một tí này thì nó sẽ bị hơi gồ này ra một tí, thì các bạn thay con ốc dài hơn, các bạn nhá, thay cho anh con ốc 6 ấy. Bên trong áp này vui, các bạn luồn tay thoải mái luôn. Đó, bắt này thì tha hồ nha, nước không bị chết là trước các bạn qua bắt con còi dưới vào đấy. Đấy, cái này nói với các bạn là còi tiên chết không vừa, anh kéo ra vừa cũng vừa luôn, em bán thôi, em bán. Đấy, sau khi đấu xong còi thì thay anh vào cầu lăng luôn này. Cầu lăng này bác dùng mấy năm rồi. Hỏng hết rồi, đây các bạn nghe tiếng còi này, các bạn nghe tiếng còi này. Đó, một tiếng các bạn nhá, kêu rất to luôn. Rồi, đấy kinh nghiệm đấu còi các bạn nhá, thank you anh.